Theo tờ The New York Times, dẫn thông báo từ Quốc hội Mỹ ngày 19 tháng 12, rằng gói viện trợ bổ sung mà Tổng thống Joe Biden đề xuất cho Ukraine và Israel sẽ không thể được thông qua trước kỳ lễ Giáng sinh mà phải chờ đến đầu năm 2024. Trong đề xuất viện trợ bổ sung, Nhà Trắng đã liên kết yêu cầu viện trợ cho cả Israel và Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn đang kẹt tại Quốc hội do vấp sự phản đối của nhiều nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Theo NBC News, nhiều quan chức chính phủ Mỹ thừa nhận thực tế sự chú ý đến cuộc chiến Ukraine đã giảm đáng kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng sự thay đổi đó có thể khiến việc đảm bảo viện trợ bổ sung cho Ukraine trở nên khó khăn hơn. Trước khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng phát, nhiều quan chức Nhà Trắng công khai bày tỏ sự tin tưởng rằng khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine sẽ được Quốc hội thông qua trước cuối năm nay. Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cho biết họ sẽ chỉ bỏ phiếu cho gói viện trợ dành riêng cho Israel. Theo Lầu Năm Góc, chính quyền ông Biden đã chi 43,9 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Theo thông tin NBC News thu thập được, một quan chức Mỹ cho biết chính quyền Mỹ còn khoảng 5 tỷ đô la Mỹ để gửi tới Ukraine trước khi hết tiền. Việc thiếu tiến triển cho chiến trường Ukraine cũng khiến cho người dân Mỹ nản lòng cho việc ủng hộ gửi thêm viện trợ. Thăm dò của Gallup công bố tháng 11 cho thấy sự ủng hộ dành cho việc gửi viện trợ bổ sung cho Ukraine ngày càng giảm. 41% người Mỹ cho rằng Mỹ đang làm quá nhiều để giúp đỡ Kiev. Sự thay đổi đáng kể so với chỉ 3 tháng trước, khi 24% người Mỹ cho thấy cảm thấy như vậy. 33% người Mỹ cho rằng Mỹ đang làm đúng mức cho Ukraine. 25% cho rằng Mỹ làm chưa đủ. NBC News hồi tháng 11 vẫn dự đoán một số quan chức phương Tây cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể chờ đợi phương Tây ra tín hiệu đàm phán trước, hoặc tiếp tục chiến đấu cho đến khi Mỹ và các đồng minh không còn khả năng viện trợ cho Ukraine, hoặc việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev trở nên quá tốn kém. Ngày 20 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine đã sử dụng các phương pháp khủng bố với sự hỗ trợ trực tiếp từ các cơ quan tình báo nước ngoài, theo đài RT. Ông Putin cho biết những hoạt động đó của Ukraine bao gồm phá hoại các địa điểm dân sự, cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng, cũng như các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào đại diện chính quyền và các nhân vật có ảnh hưởng ở Nga. Phát biểu nhân ngày của những người làm trong cơ quan an ninh Nga, ông Putin đánh giá rằng các thành viên của cơ quan an ninh đã hành động khéo léo và hiệu quả trong bối cảnh nước Nga đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh rằng các nỗ lực chống khủng bố cần được tăng cường hơn nữa trong mọi lĩnh vực. Theo ông Putin, cần đặc biệt chú ý đến việc tăng cường bảo vệ biên giới Nga, đặc biệt là ở các khu vực gần khu vực giáp ranh với Ukraine. Theo đài Russia Today, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington có một chiến lược rõ ràng cho tương lai của Ukraine và đồng thời cảnh báo sự hỗ trợ tài chính cho Ukraine ngày càng mỏng dần khi gói viện trợ đang bị đình chỉ ở Quốc hội Mỹ. Ông Blinken đưa ra phát ngôn trên trong cuộc họp báo cuối năm tại Bộ Ngoại giao Mỹ. Tại họp báo, ông Blinken cũng nói rằng năm 2023 là một năm đầy thử thách khi Washington cố gắng giải quyết một loạt thách thức toàn cầu ở Ukraine, dải Gaza và các khu vực khác. Về xung đột ở Ukraine trong bối cảnh sự ủng hộ của Mỹ, đặc biệt là trong số các đảng viên Cộng hòa, có những dấu hiệu đang suy giảm, Ngoại trưởng Blinken trấn an rằng Washington có một chiến lược rõ ràng cho tương lai của Kiev. Ông cho biết Mỹ có một kế hoạch rất rõ ràng để đảm bảo rằng Ukraine có thể tự đứng trên đôi chân của mình về mặt quân sự, kinh tế và dân chủ, để những mức hỗ trợ và viện trợ này sẽ không còn cần thiết nữa. Do đó, vấn đề đầu tiên ông Blinken đề xuất là cần phải giải phóng viện trợ tài chính bổ sung cho Ukraine để Kiev có thể đối phó với những thách thức trước mắt. Trong cuộc họp báo cuối năm vừa diễn ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong năm 2023. Theo hãng thông tấn Ukrinform, ông Zelensky đánh giá về tình hình trên chiến trường, Nga đã không đạt được kết quả nào trong năm. Mục tiêu của Điện Kremlin không thay đổi, đó là kiểm soát đất nước chúng ta và tiếp cận các biên giới hành chính của vùng Donbass. Họ đã không đạt được mục tiêu này. Với câu hỏi về khả năng xung đột Nga-Ukraine kết thúc trong năm 2024, ông Zelensky nói rằng không ai biết câu trả lời. Kể cả những chỉ huy trên chiến trường cũng không thể đoán trước đây có phải là cuộc chiến nhiều năm hay không. Về lý do Ukraine gặp khó khăn ở chiến trường miền Nam trong năm qua, nhà lãnh đạo cho rằng nguyên nhân vì Ukraine không có quyền kiểm soát bầu trời. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky lưu ý rằng Kiev đang giải quyết vấn đề này và cam kết sẽ sản xuất 1 triệu máy bay không người lái UAV tại Ukraine trong năm tới. Ngoài ra, ông Zelensky cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng phương Tây sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến, nhưng nói thêm rằng Kiev sẽ không thua ngay cả khi sự hỗ trợ từ các đối tác quốc tế suy giảm. Ông Zelensky nói,
Tôi nghĩ chúng tôi sẽ không bị các đối tác rời bỏ. Tôi tin tưởng rằng Mỹ sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Dù Ukraine rất tin tưởng và bày tỏ nhiều kỳ vọng về phía Mỹ, nhưng Thượng viện Hoa Kỳ vừa đưa ra một thông tin có lẽ không được vui lắm đối với Ukraine. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ và Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Đảng Cộng Hòa cho biết Washington sẽ không thể phê duyệt viện trợ mới cho Ukraine trước cuối năm nay. Trong lúc các nhà đàm phán giải quyết những vấn đề còn lại, các thượng nghị sĩ hy vọng rằng những nỗ lực ấy sẽ cho phép Thượng viện hành động nhanh chóng vào đầu năm mới. Như vậy, các cuộc đàm phán về viện trợ cho Ukraine sẽ phải tiến hành vào tháng 1 sau kỳ nghỉ lễ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm Washington hồi đầu tháng này nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho Kiev, nhưng đã bị Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội từ chối. Nhà Trắng từng cảnh báo rằng đến cuối năm nay, Mỹ sẽ cạn kiệt nguồn viện trợ cho Ukraine trong chiến sự với Nga. John Kirby, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết rằng thẩm quyền viện trợ hiện tại sẽ cho phép Lầu Năm Góc gửi thêm một gói viện trợ cho Kiev trong năm nay, nhưng đây sẽ là gói cuối cùng nếu không có gói mới. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo rằng nếu Quốc hội Mỹ không thể thông qua được gói viện trợ trước kỳ nghỉ lễ, đồng nghĩa với việc cơ quan này đang tặng quà Giáng sinh cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo The New York Times, sự chậm trễ này sẽ đẩy gói viện trợ cho Ukraine vào tình thế khó khăn vì tháng 1 năm 2024 là thời điểm thỏa thuận ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa hết hạn. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng vừa có bài phát biểu tại cuộc họp với Bộ Quốc phòng Nga. Tại cuộc họp này, ông Putin khẳng định rằng Nga đang chiếm thế thượng phong trên toàn bộ chiến tuyến. Ông Putin nói, dựa trên tình hình trên thực địa hiện tại, chúng ta có thể tự tin nói rằng quân đội Nga có thể chủ động. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng Nga không có ý định thay đổi các mục tiêu đã đặt ra từ đầu cuộc chiến. Theo ông Putin, lực lượng Nga đã và đang hành động dựa trên tình hình thực tế, tuân theo chiến thuật phòng thủ tích cực ở nơi phù hợp và cải thiện vị trí của mình ở những nơi cần thiết. Về triển vọng hòa đàm, ông Putin cho biết Nga sẽ sẵn sàng đàm phán với Ukraine, Mỹ và châu Âu về tương lai của Kiev nếu các bên muốn, nhưng Moscow sẽ bảo vệ lợi ích của mình. Ông Putin nói, liệu những người có thái độ hung hăng với Nga ở Ukraine, châu Âu và Mỹ có muốn đàm phán không? Đó là việc của họ, nhưng Nga sẵn sàng làm điều đó dựa trên lợi ích quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không từ bỏ những gì thuộc về mình. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cho rằng Ukraine đối mặt với tổn thất đáng kể trên chiến trường và chiến dịch phản công của Kiev đã không gây được ấn tượng với các nước ủng hộ. Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Putin bày tỏ sự tin tưởng rằng Nga sẽ đạt được tất cả mục tiêu của cuộc chiến vào năm 2024, đồng thời cam kết bảo vệ lợi ích của Nga bằng mọi giá.